Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải cho bài tập 2.27, trang 43 sách giáo khoa toàn 6 tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta như sau. Tìm các số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho a nhỏ 100 chứa x chia cho 4, b nhỏ 18 cộng 90 cộng x chia cho 9. Để giải được bài tập này thì trước hết các em sẽ nhớ lại cho cô về tính chất chia x của một tổng. Thì chúng ta nhớ lại cho cô rằng là nếu các số hạng trong một tổng mà chia x cho một số thì cả tổng đấy sẽ chia x cho số đấy, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vận dụng phần kiến thức đấy để chúng ta sẽ đi tìm x cho bài tập này. Với ý a nhỏ, bây giờ cô sẽ đi xét tính chia hết của từng thành phần trong phép tính này. Cụ thể ở trong đây là phép trừ, thì cô sẽ đi kiểm tra tính chia hết của số bị trừ. Thì cô thấy rằng là ta có này, cô thấy rằng là 100 thì chia hết cho 4, đúng không ạ? 100 chia cho 4 thì chúng ta được 25. Đấy. Nên để cái hiệu này chia hết cho 4, nên để 100 trừ x mà chia hết cho 4. Thế thì thành phần còn lại, đây chúng ta có hai thành phần, đúng không ạ? Là số bị trừ và số trừ. Thế mà số bị trừ thì chia hết cho 4 rồi, nên là số trừ cũng phải chia hết cho 4, đúng không ạ? Suy ra x phải chia hết cho 4. Đấy. Hay chúng ta sẽ suy ra được rằng x chính là bội của 4, đúng không ạ? Đấy. Mà chúng ta lại có theo đề bài x không vượt quá 22, nghĩa là x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 22. Mà x nhỏ hơn hoặc bằng 22. Đấy, vậy thì suy ra cô sẽ liệt kê ra các thành phần của x sẽ bao gồm này. Đấy, bội của 4 mà nhỏ hơn 22 thì chúng ta sẽ tính dần, đúng không ạ? Chúng ta lấy 4 nhân với các số tự nhiên từ 0. Vậy thì ở đây 4 nhân 0 là bằng 0. 4 nhân 1 là bằng 4. 4 nhân 2 là bằng 8. 4 nhân 3 12. 4 nhân 4 là bằng 16, đúng không ạ? 4 nhân 5 20. 4 nhân 6 bằng 24. À, nếu như mà x bằng 24 thì x lại vượt quá 22 mất rồi. Rồi như vậy là chúng ta sẽ kết thúc việc liệt kê tại phần tử 20 ở đây. Vậy là x sẽ chỉ nhận gồm các giá trị này mà thôi. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ lập luận cho ý B. Cô sẽ đi xét tính chia hết cho 9 của từng số hạng ở trong tổng này. Ta có này. Rồi, số hạng đầu tiên là 18. Thì cô thấy rằng là 18 chia hết cho 9. 18 chia cho 9 thì được 2. Số hạng tiếp theo là 90. 90 thì rõ ràng cũng chia hết cho 9 rồi. Vậy thì để cái tổng này, nên để 18 cộng 90 cộng x mà chia hết cho 9 thì số hạng còn lại cũng phải chia hết cho 9, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta suy ra được là x cũng phải chia hết cho 9. Đấy. Hay lập luận tương tự như ở trên thì suy ra x sẽ thuộc bội của 9, đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm bội của 9 và vẫn phải thỏa mãn điều kiện là x nhỏ hơn hoặc bằng 22 theo đề bài cho. Đấy. Mà x nhỏ hơn hoặc bằng 22, vậy suy ra x sẽ thuộc. Rồi chúng ta sẽ liệt kê các bội của 9 mà nhỏ hơn 22 nè. Chúng ta lấy 9 nhân 0 bằng 0, 9 nhân 1 bằng 9, 9 nhân 2 18, đúng không ạ? 9 nhân 3 là bằng 27. À, thế là vượt quá 22 mất rồi. Vậy thì chúng ta chỉ kết thúc lại ở số 18 này thôi, đúng không ạ? Vậy là với ý B thì x sẽ nhận 3 giá trị là 0, 9 hoặc là 18, đúng không ạ? Rồi, vậy là cô và các em vừa hoàn thành xong lời giải cho bài tập 2.27. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.